Ngọc Thơ Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công lý ở Việt Nam bị đảng nhuộm đen ra sao? Ngày 17 tháng 6, blog Thiên Hạ Luận trên VOA có bài bình luận vụ cô giáo Lê Thị Dung công lý như là gì đó. Theo bài báo, công lý lại trở thành một trong những chủ đề nóng trên mạng xã hội sau khi tòa án tỉnh Nghệ An đưa vụ án Lê Thị Dung lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử trình tự phúc thẩm và điều chỉnh hình phạt mà tòa án huyện Hưng Nguyên đã tuyên từ 5 năm tù thành 15 tháng tù. Theo tác giả bài báo, chuyện bà Dung 52 tuổi cựu giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị khởi tố rồi bị truy tố và bị phạt tù đã khuấy động dư luận trong vài tháng qua. Sau mạng xã hội, tới lượt các cơ quan truyền thông chính thức nhập cuộc. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả nhắc lại nhận định của ông Vũ Văn Tính, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia, cho biết sau khi nghiên cứu cáo trạng vụ cô giáo Lê Thị Dung, ông thấy hội đồng xét xử sơ thẩm đã áp dụng pháp luật sai, mức án thiếu nhân văn. Tác giả nhận xét, cho dù hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm cho bà Dung 45 tháng tù, nhưng không chỉ công chúng mà giới hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và thực thi pháp luật cũng cảm thấy bản án chung thẩm này không phải là công lý. Tác giả dẫn lời ông Lê Ngọc Luân, một trong những luật sư tham gia bào chữa cho bà Dung ở phiên xử phúc thẩm, tâm sự trên mạng xã hội. Lần đầu tiên trong đời một luật sư như tôi gặp trường hợp sau khi xử tòa án phát hành thông cáo báo chí, trong đó tòa án nói rằng có vi phạm tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Tác giả dẫn lời bình của ông Đoàn Bảo Châu rằng tôi tin phiên xử phúc thẩm vừa diễn ra là một phiên xử rách nát, muốn xoa dịu dư luận, hạ nhiệt bức xúc nhưng không đủ dũng cảm và phục thiện để tuyên bố bà Dung vô tội. Bởi vì làm như thế thì phải đền tiền cho thời gian người vô tội phải ngồi tù oan, nên đành vá víu tạm bờ. Đấu tranh ủng hộ cô giáo Lê Thị Dung chính là chúng ta đang đấu tranh bảo vệ chính mình trước một nền tư pháp nham nhở rất không đáng tin cậy ở Nghệ An. Tác giả dẫn lời kể của bà Phạm Cầm Thu, tôi đã dành thời gian nghe trọn 6 file ghi âm lời bào chữa của 6 vị luật sư cho cô giáo Lê Thị Dung tại phiên sự phúc thẩm, cảm giác thật bàng hoàng hơn cả sự oan khuất của cô giáo Lê Thị Dung là cái gì đó rất khủng khiếp mà tôi không đủ ngôn từ để diễn tả tôi khóc cũng như nhiều thầy cô giáo khác là những đồng nghiệp của cô giáo dung đã khóc ngay tại phòng xử lời bào chữa của sáu vị luật sư bộc lộ điều gì đó rất nghiêm trọng không phải chỉ riêng cho vụ án cô giáo dung mà cho cả nền tư pháp ở một huyện một tỉnh hay rộng hơn cho một quốc gia nghiêm trọng trong những vấn đề pháp luật liên quan đến số phận một con người hình ảnh cô giáo lê thị dung tại tòa phúc thẩm tác giả nhận xét công lý như là gì đó không chỉ với trường hợp của cô giáo lê thị dung cộng đồng quốc tế đang tiếp tục bày tỏ sự lo ngại về việc việt nam bắt giam thêm bà hoàng thị minh hồng bà hồng là người thứ sáu trong số các nhân vật tham gia vào những hoạt động nhằm vận động người việt hành động vì môi trường tác giả cho rằng quốc tế không thể hiểu nổi tại sao chính quyền việt nam vừa cam kết với họ rằng sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ ngo hoạt động vì môi trường tại việt nam tham gia vào việc hoạch định chính sách liên quan đến môi trường để được nhận tài trợ từ chương trình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng vừa tống giam những cá nhân đứng đầu các ngo vì trốn thuế nhằm vô hiệu hóa những ngo này hơn thế nữa tác giả mỉa mai chính quyền việt nam đang cố gắng gia tăng mức độ thuyết phục thiên hạ cả trong lẫn ngoài việt nam rằng không nên và cũng đừng mong công lý là công lý qua chuyện thông báo truy tìm ba luật sư từng bào chữa cho các bị cáo trong vụ án tỉnh thất bồng lai bởi họ phát giác và dám tố cáo công an vi phạm tố tụng bao che tội phạm và làm giả chứng cứ để tống những người vô tội vào tù và tác giả kết luận biết làm sao được khi công lý chỉ như là gì đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Công lý ở Việt Nam bị đảng nhuộm đen ra sao? VinFast vẫn tiếp tục lỗ khủng trong quý 1 2023. VOA tiếng Việt ngày 16 tháng 6 dẫn tin từ Reuters cho biết, nhà sản xuất xe hơi điện EV của Việt Nam, VinFast, vừa báo cáo doanh thu quý đầu tiên giảm 49% với khoản lỗ ròng lên tới 598 triệu USD trong kỳ báo cáo đầy đủ đầu tiên kể từ khi bắt đầu xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Hình ảnh bản tin trên VOA. Khoản lỗ ròng quý 1 năm 2023 này cao hơn so với khoản lỗ 411 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái, năm 2022, VinFast lỗ 2,1 tỷ USD. Trước đó, một bản tin khác của VOA vào cuối năm 2022 cho biết VinFast đã thông báo về khoản lỗ lũy kế của hãng vào cuối quý 3 năm 2022 là gần 112.000 tỷ đồng, tức gần 4,7 tỷ USD. Tổng tài sản là 4,4 tỷ USD và nợ là 8,8 tỷ USD. Một số chuyên gia nhận xét khi một công ty bất kỳ có tỷ lệ tài sản trên số nợ và số lỗ như vừa nêu, sức khỏe của công ty đó rất xấu với hiểm họa về tính thanh khoản rất lớn. Theo VOA, tiết lộ về khoản lỗ trong quý 1 năm 2023 được đưa ra trong một hồ sơ gửi cho cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vào tối ngày 15 tháng 6 giữa bối cảnh hãng đặt mục tiêu hoàn tất việc sáp nhập với một công ty chuyên mua lại với mục đích đặc biệt SBAC, Black Spade. Acquisition vào ngày 20 tháng 7 với mức định giá hơn 23 tỷ USD. Được biết, Black Spade Acquisition là hãng được tài trợ bởi công ty Black Spade Capital của ông Lawrence Ho, con trai của vua sòng bài Macau Stanley Ho. Theo Forbes và Reuters cho hay vào tháng trước, theo VOA, công ty ô tô Việt Nam cho rằng lượng doanh thu theo quý bị giảm mất gần 84 triệu USD do giá bán thấp hơn và do họ đang loại bỏ dần việc sản xuất các phương tiện đốt trong để đảm bảo tập trung trở thành nhà sản xuất chỉ chuyên về EV. Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thông qua sáp nhập với SBAC là cách đi đường vòng, thay vì đi đường chính là nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ để chờ phê duyệt các SBAC đã được IPO trước khi sáp nhập, vì vậy công ty sáp nhập với nó cũng được niêm yết theo. Sau giao dịch, các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ sở hữu 99% trong công ty sáp nhập. VinFast có cho biết hôm 12 tháng 5. Hình ảnh thông tin về công ty mà VinFast chuẩn bị sáp nhập. Theo VOA, định giá về VinFast có cơ sở là Blackspace xác định rằng VinFast có thể sánh ngang với nhà sản xuất xe điện Lucid do có sự tương đồng về quy mô doanh thu và thị trường mục tiêu toàn cầu chung với trọng tâm trong thời gian ngắn là doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ. Lucid ra mắt đại chúng vào năm 2021 thông qua SBAC. Hồ sơ cho biết giá trị vốn hóa thị trường của hãng là 23 tỷ USD vào thời điểm niêm yết và có giá trị chỉ còn là 13 tỷ đô la vào tối thứ Năm 15 tháng 6, VOA cho hay cho dù vẫn đang thua lỗ khủng và đang gặp rất nhiều khó khăn như việc các hãng tin ở Mỹ đã ra một loạt bài tiêu cực về chất lượng xe VinFast và hãng này đang phải triệu hồi xe ở Mỹ vì lỗi phần mềm, thậm chí xe VinFast liên tục bị cháy và gây tai nạn ở khắp nơi, nhưng tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tự tin nói với các cổ đông của tập đoàn VinGroup rằng VinFast có thể hòa vốn ngay vào cuối năm 2024. Ông Vượng cho hay công ty dự kiến sẽ bán được 50.000 chiếc trong năm nay tăng gấp 7 lần so với năm 2022 khi họ tăng cường xuất khẩu xe sang Bắc Mỹ và bắt đầu vận chuyển đến châu Âu. Trên thực tế, theo dữ liệu từ Asperian Automotive News, VinFast chỉ mới bán được 17 chiếc trong vòng 3 tháng qua. Không rõ, sau một thời gian xuất hiện quá nhiều tin xấu, những sự dối trá và chất lượng cùi bắp của VinFast bị phơi bày tại thị trường Mỹ và cả Việt Nam các cổ đông của VinGroup còn giữ được niềm tin và tình yêu đối với Vin nữa hay không? Nhưng rõ ràng, dù niềm tin của họ có sụp đổ, thì họ cũng đã bị vướng vào với Vin không gỡ ra được vì cổ phần trong tay họ giờ có bán cũng chẳng ai mua. Tài sản của họ phập phù theo số phận của Vin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. D với bản tin Vinfast vẫn tiếp tục lỗ khủng trong quý 1 năm 2023 quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc Thơ, thời báo d